Xin chào các anh chị, hôm nay buổi sáng trên sân thượng đó. Hôm nay mẹ em sẽ chia sẻ làm cái bình 1,5 lít đây. Mẹ của em đây, mẹ ơi, mẹ của em. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mình làm cái chai nước Coca 1,5 lít nha các bạn. Là mình làm 3 tầng đó, mình cột bằng dây nha. Đó, cho các bạn xem. Đây, cái này là mình rã chầm nó, đã lên được cứng nha. Cái này là mình chầm là nó đã được 11 ngày rồi nha các bạn. Cái này là được 11 ngày rồi đó. Bây giờ là mình bắt đầu là mình sẽ giới thiệu các bạn xem xong rồi là bắt đầu là mình sẽ làm bình nha các bạn. Bây giờ mời các bạn qua xem làm bình với mình nha. Đây là mình làm, ví dụ như các bạn có thể làm bình này là mình làm 3 tầng. Mình có thể làm 3 tầng hay là các bạn có thể làm 2 tầng. 2 tầng là như vậy nè các bạn. Cái này là 2 tầng. Cái này mình làm 2 tầng. Còn nếu các bạn có thể làm 3 tầng luôn cũng được. Tùy theo các bạn thích nha. Đó. Quá đẹp luôn mà. Đây mình làm 3 chai, nếu 3 tầng thì mình sẽ làm 3 chai. Còn mà nếu các bạn làm 2 tầng thì mình làm 2 chai thôi. Đó. Bây giờ là mình sẽ làm nha các bạn. Là mình chỉ cần có mấy sợi dây thôi nha các bạn. Mấy sợi dây để là mình cột như vậy nè. Đó. Với lại một cái móc. Cái móc này là mình bẻ rồi, cái mình để mình mảng lên trên. Đó. Bây giờ là mình sẽ làm đây. Bây giờ là trước tiên đó là mình sẽ cắt như vậy nè các bạn. Mình cắt từ khía này với lại qua khía bên này. Mình đã có vẽ thêm một cái chai cho các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Đây các bạn. Đây. Các bạn thấy cái chai Coca này nó có cái khía sẵn nha các bạn. Bắt đầu mình đã vẽ từ một khía đầu này nha. Một khía nè. 2 3 4. Đó là chỉ cũng như đây các bạn, các bạn đếm khía nè. Tại vì cái chai Coca này nó có khía sẵn nè các bạn. Đó, đó, bắt đầu mình làm cỡ đây. Mình vẽ từ đó, cắt từ đây. Bắt đầu điểm này một khía nè, hai khía nè, ba khía nè, bốn khía. Đó, các bạn thấy ha. Đó, bắt đầu bây giờ là mình sẽ cắt nha các bạn. Mình làm như vậy sẵn cho các bạn nhìn cho nó dễ thấy hơn. Tại cái chai Coca này nó trong quá nên nhìn nó không có được rõ mấy. Đó, mình cắt sẵn như vậy. Mình vẽ sẵn luôn cho các bạn nhìn thấy rất là rõ. Xong rồi các bạn, mình đã cắt ra rồi nha. Đó. Bây giờ mình làm 3 chai là mình sẽ cắt 3 bình. Đây mình đã có làm sẵn 2 bình rồi. Bây giờ là thêm một bình này nữa là bình thứ 3. Đây. Đó. Bây giờ là mình sẽ khoan lỗ dưới này nha các bạn. Để cho nước nó, mỗi lần mình tưới nước sẽ thoát xuống nha các bạn. Ở đây mình làm dưới đáy làm mấy lỗ. Đó. Xong rồi mình sẽ dùi một cái lỗ hai bên này để mình treo dây nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình sẽ làm ha. Rồi, xong rồi bây giờ là mình sẽ vừa hai cái lỗ để mình cột dây.
Có cây này tiện hơn mà ha. Ừ. Khỏe. Là tiện luôn, khỏe luôn. Rồi, bây giờ là bắt đầu mình sẽ cột dây nha các bạn. Mình làm một sợi dây dài này là để mình cột móc mình treo nha các bạn. Mình sẽ cỡ cái này trước. Mình cột như vậy thôi. À, còn mà cái mà cắt dây để treo nha các bạn, thì các bạn có thể cắt dài hay ngắn là tùy theo mình. Tùy theo mình thích là mình cột dây dài hay ngắn là tùy theo mình thôi. Quấn một cái nhỏ. Bắt đầu cái này mình sẽ máng cái móc lên nha các bạn. Mình máng cái đầu nào cũng được. Đó, vậy là xong rồi ha. Một cái rồi, bây giờ là mình sẽ cột tiếp. Mình vẫn buộc giống vậy mà mình nói tiếp nhau phải không mẹ? Đúng rồi, mình là các bạn cứ buộc giống y như cũ. Cứ nói tiếp với nhau là mình cột vậy là được rồi. Đi lên. Rồi cột kiểu này nó đung đưa dễ thương quá mẹ. Cột vô đây là cái mặt mình máng như vậy nè. Cái này mà các bạn muốn cột cao hay thấp cũng tùy theo mình luôn. Đó. Ví dụ như các bạn thích để ăn rau lớn, rau mà rau nó để nó lớn thì nó lớn luôn á, là mình cho dây nó hơi dài một chút. Còn mà nếu các bạn mà thích ăn rau non non á thì mình có thể cho dây ngắn một chút. Đó. Làm như vậy là rất là dễ và tiện lợi luôn nha các bạn. Mình vẫn có thể di dời được chỗ nắng. Chỗ nào nắng thì mình cứ di dời thôi. Nếu các bạn thích làm 2 tầng thì mình 2 tầng. Còn nếu 3 tầng thì mình sẽ gắn thêm 1 tầng nữa nha các bạn. Còn mà về mà dây cột các bạn, mình cột bằng dây gì cũng được. Ví dụ như các bạn không có dây thế này mình cột thì các bạn có thể mình dùng dây kẽm cũng được nha các bạn. Dây kẽm mình cột cũng được. Các bạn thấy rất là tiện ha. Tiện nhìn lại luôn. Mình muốn di dời đi đâu cũng được. Chỗ nào có nắng thì mình đi về. Quá đẹp mấy anh chị ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ
trộn phân cho vô trong cái chai này nha các bạn nha. Phân thì các bạn biết đây ở nhà mình là chỉ có trộn phân gà thôi nha các bạn. Còn đây là đất nha. Đó, đất này là mình cũng đã có ủ sẵn rồi. Chỉ là ủ và chấu với đất mùn, một ít đất thịt vô thôi. Là chủ yếu là chấu với đất mùn là cho đất nó xốp nha các bạn. Bây giờ là mình cho thêm một ít phân gà. Nếu mà các bạn không có phân gà thì mình có thể dùng phân bò hay là phân trùng quế cũng được nha các bạn. Mình có phân gì là mình trồng phân đó nha. Không có nhất thiết là các bạn phải tìm cho phân bò được nha. Mà nếu mà có phân bò thì là càng tốt nữa. Phân gà cũng càng tốt nữa. Đó. Phân bò hay phân gà cũng đều tốt. Phân trùng quế cũng tốt. Rồi mình bỏ một ít. Bây giờ là mình sẽ trộn lên nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ cho đất vô trong cái chai này. Các bạn lấy cái chai coca đó, một lít rưỡi cái mình cắt lạnh như vậy nè, mỗi lần mình cho đất vô mấy cái chai gì đó rất là dễ nha các bạn. Nó không phải đổ lên đổ xuống, nó mà méo mà nè, đó, nó vừa y gì luôn. Mình cho cái đất vô bạn, mình ém ém đất xuống chút xíu nha. Đừng chút nữa mình gieo hạt hết các bạn. Cái hạt rau của mình nó sẽ không có lúng xuống dưới nha các bạn. Rồi các bạn cứ ém ém xuống chút xíu. Ém vừa vừa thôi nha. Bây giờ là mình sẽ gieo một ít hạt cho muối vô. Đây các bạn, cái hạt cho muối này là mình ngâm khoảng 6 tiếng nha các bạn. Ngâm nước lên nóng ấm nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ gieo hạt lên trên này. À, tùy theo các bạn nha, nếu các bạn thích ăn cây con nó hơi nhỏ nhỏ chút xíu thì các bạn có thể gieo hạt nó nhiều một chút. Còn nếu mà các bạn mà thích ăn cái rau mình để nó lớn á thì mình gieo hạt ít lại một chút nha các bạn. Muốn rau lớn á thì mình gieo hạt ít lại chút. Còn muốn ăn rau non nhỏ nhỏ thì mình gieo hạt nó dày lại một chút cũng được. Vậy là được rồi các bạn ha. Bây giờ là mình sẽ phủ lại một ít đất lên. Các bạn phủ đất ít ít thôi nha các bạn. Các bạn đừng có phủ nhiều quá. Phủ nhiều quá cái hạt nó bị đất đè nhiều quá nó cũng lâu nảy mầm lắm. Như là xong các bạn ha. Bây giờ là mình sẽ tưới nước. Hạt
này mình cũng tưới nước mỗi một ngày 2 lần nha các bạn. Mình đừng có để cái hạt nó bị khô quá, nó cũng sẽ lông nảy mầm lắm. Rồi rau này cũng vậy, mỗi một ngày là mình tưới 2 lần nha các bạn. Nhìn mát mắt ghê luôn đúng không ạ? À, xanh, thơm. Đúng rồi, bây giờ rồi mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình trồng rau muống làm 2 tầng hoặc 3 tầng nha các bạn. Đây, bây giờ là mình chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau nha. Dạ, chào các anh chị nha. Chúc buổi sáng tốt lành nha. Bye bye.